xin kính chào quý vị và các bạn trong đêm qua và sáng nay, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục quá trình khuếch tán xuống các tỉnh phía Nam. Do vậy mà các tỉnh Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh có bản chất lục địa khô và lạnh này nên mưa đã giảm hẳn. Tuy nhiên thì tình trạng rét buốt lại gia tăng hơn so với đêm hôm trước. Trong đêm qua, nhiệt độ ở hầu khắp các nơi thuộc khu vực Bắc Bộ đều phổ biến từ 13 đến 15 độ, thậm chí có những điểm nhiệt độ còn giảm xuống dưới 10 độ, trời tương đối rét buốt. Khu vực Bắc Trung Bộ mưa cũng bắt đầu giảm dần nhưng nhiệt độ vẫn còn tương đối thấp. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa ở nhiều nơi, một số nơi có lượng mưa khá lớn và trời lạnh. Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết còn khá tốt với trời phổ biến tạnh giáo và có nắng cả ngày nên là khu vực có nhiệt độ cao nhất cả nước dự báo trong ngày hôm nay các tỉnh bắc bộ trời còn nhiều mây sương mù xuất hiện trở lại ở một vài nơi đặc biệt là khu vực vùng núi nền nhiệt vẫn ở mức thấp buổi sáng hầu hết các nơi nhiệt độ dưới 16 độ ngay cả giữa trưa nhiệt độ cũng không vượt qua 20 độ nên cái rét còn kéo dài cả ngày đến chiều tối và đêm quá trình giảm nhiệt lại diễn ra nên nhiều nơi nhiệt độ dưới ngưỡng 15 độ trong đó vùng cao Trời rét đậm, rét hại khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động trong khoảng 12 đến 15 độ nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Nền nhiệt tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh cao hơn khu vực Bắc Bộ đôi chút nhưng vẫn ở ngưỡng trời rét với nhiệt độ cao nhất ban ngày là từ 18 đến 21 độ, còn ban đêm dao động trong khoảng 15 đến 17 độ. Các tỉnh ven biển từ Trung Trung Bộ trở vào sẽ có sự phân hóa thời tiết đáng kể. Trong khi phần phía Bắc trời âm u, có mưa và khá lạnh, thì ở phía Nam tiết trời tạnh giáo, đôi lúc có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày, có nơi lên đến sắp xỉ 30 độ. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định, ban ngày nền nhiệt cao và nắng nhiều. Tuy nhiên, do độ ẩm không khí vào giữa trưa khá thấp, kết hợp với nền nhiệt cao nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất lớn, bà con cần hết sức lưu ý phòng tránh hiện tượng này. Trong những ngày đầu và giữa tuần này, không khí lạnh vẫn được bổ sung xuống nước ta nên nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn thấp trời tiếp tục rét. Các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế còn có mưa nhưng lượng mưa không lớn. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi và khá thuận lợi cho sinh hoạt cũng như giao thông của người dân trong khu vực. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 19 cho đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời xét, nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 cho đến 18 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ, phía Nam là từ 27 cho đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 22 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 25 độ khu vực tây nam bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Khu vực Biển Đông, đời gió Đông Bắc trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông còn mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Nhiệt độ giao động từ 25 cho đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 31 độ như vậy là trong ngày và đêm nay thời tiết tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét các tỉnh ven biển trung trung bộ có mưa trời lạnh khu vực tây nguyên và nam bộ ít mưa ngày nắng những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay xin kính chào và hẹn gặp lại